Minasan, konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sinh xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay cô sẽ cùng các bạn học một cấu trúc ngữ pháp mới. Và cấu trúc ngữ pháp đó là cấu trúc ngữ pháp nào? Chúng ta cùng nhau xem bức tranh sau đây nhé. Các bạn trẻ con đang ăn uống với nhau đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có là gì đây? Kodomotachiwa ima sokuji shite imasu. Là các bạn trẻ con đang ăn uống với nhau. Và đồng ý với câu này thì chúng ta sẽ có một cái câu mới, đó là gì? Kodomotachi wa ima sokuji chuu desu. Sokuji chuu desu. Hay. Và chúng ta sẽ cùng nhau học với cấu trúc ngữ pháp là chuu desu nhé. Cấu trúc ngữ pháp này thì nó là danh từ cộng với chuu desu. Ý nghĩa của nó là đang làm hành động gì đó. Và cách dùng của nó là dùng khi diễn tả một hành động đang tiếp diễn. Và sử dụng nhân động từ. Nhân động từ là như thế nào? Là những từ, những danh từ chỉ hành động. Ví dụ như là benkyo, kaigi, hoặc là unten, hoặc là junbi, hoặc là undo chẳng hạn, vân vân. Đó là những gọi là những danh động từ. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái ví dụ là ano kazoku wa minna sokuji shite imasu. Hay sokuji đó chính là danh động từ, để chúng ta sẽ chuyển thành ano kazoku wa minna sokuji chuu da. Sokuji chuu desu. Hay. Vậy tiếp theo thì chúng ta cùng có một bức tranh là gì? Mọi người đang họp với nhau phải không ạ? Vậy họp là kaigi. Vậy đang họp gì chúng ta sẽ có là gì? Kaigi chuu. Ima kaigi shite imasu ga. Ano hito wa inemuri o shite shimaimashita. Để chúng ta sẽ chuyển thành ima kaigi chuu desu ga. Ano hito wa inemuri o shite shimaimashita. Mặc dù là đang, bây giờ là đang họp, nhưng mà cái người kia thì lỡ ngủ quên, là ngủ gục mất rồi, lỡ ngủ trong giờ họp rồi. Và chúng ta cùng nhau đi xem một cái bức ảnh tiếp theo, đó là gì? Benkyo. Benkyo là danh động từ gì? Đang học đúng không ạ? Benkyo chuu thì gọi là đang học. Hay benkyo shite imasu. Ano nanshi wa benkyo shite iru toki ni inemuri o shite imasu. Vậy chúng ta sẽ đổi thành ano nanshi wa benkyo chuu ni inemuri o shite imasu. Cái nanshi chính là cậu con trai kia đúng không? Người con trai kia đang học, trong lúc đang học thì đã ngủ gục. Và cái mẫu câu chiêu ní ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc tại đây. Và cô có để đường link bài tập của mẫu câu chiêu ní này ở bên dưới. Các bạn có thể nhấp vào đường link đó để làm bài tập. Nếu như bạn nào làm đúng 100 điểm thì các bạn sẽ tích được 1 điểm vào tài khoản của mình. Minasan, sayonara. Mata kondo, yoroshiku onegaishimasu.